Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Donald Trump quyết định quét sạch ứng dụng Trung Quốc. Không chỉ có TikTok mà nhiều ứng dụng, dịch vụ khác chạy trên phần mềm của Trung Quốc cũng có thể sẽ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước khác nhắm đến trong thời gian tới. Ứng dụng video nổi tiếng TikTok của Trung Quốc những ngày này đã liên tiếp nhận được những tin xấu từ Ấn Độ cho đến Mỹ. Đây là hình ảnh ứng dụng TikTok trên điện thoại. App chia sẻ video ngắn TikTok đã là hiện tượng toàn cầu thời gian qua, rất được giới trẻ dưới 20 tuổi ưa chuộng. Những người sử dụng dịch vụ này chia sẻ các video dài 15 giây, thường liên quan đến các bài hát nhép và các bài hát, các câu chuyện gây cười hoặc định dạng lặp lại. Ứng dụng này thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh. TikTok là một sản phẩm được ByteDance nhắm tới người dùng ngoài Trung Quốc lục địa. Sản phẩm tương tự của công ty này bên trong Trung Quốc là Douyin. TikTok hiện đang do Kevin Mayer, cựu lãnh đạo của Walt Disney, quản lý. Đây là ứng dụng gặt hái được nhiều thành công trên thị trường quốc tế. Hồi tháng 7 năm 2019, Mark Zuckerberg, người đứng đầu của Facebook, trong một cuộc họp báo đã thừa nhận TikTok là sản phẩm Internet đầu tiên từ Trung Quốc hoạt động tốt ở cấp độ toàn cầu. Ấn Độ hồi cuối tháng 6 đã chặn TikTok cùng 58 ứng dụng khác của Trung Quốc sau xung đột chính trị tại biên giới hai nước thời gian qua. Chính phủ nước này cho rằng phần mềm có nguồn gốc liên quan tới Trung Quốc tạo nguy cơ gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh. Trong tháng 5, TikTok tại Ấn Độ từng được hơn 100 triệu lượt tải về, gấp đôi so với thị trường Mỹ. Nhưng giờ đây khi truy cập ứng dụng tại Ấn Độ, không còn có bất kỳ video nào hiển thị, thậm chí nhiều người dùng còn lên tiếng kêu gọi xóa ứng dụng đi. Lệnh cấm của Ấn Độ là một tổn thất nặng nề đối với ByteDance bởi họ đang đặt cược lớn vào Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới và là một trong những thị trường về dịch vụ số lớn nhất hiện nay. ByteDance đã đầu tư 1 tỷ đô la để mở rộng trung tâm dữ liệu, các văn phòng đại diện và tuyển dụng đội ngũ nhân sự cao cấp tại Ấn Độ. Số lượt tải ứng dụng TikTok tại nước này đạt 611 triệu, chiếm 30,3%, theo ước tính của công ty phân tích Zenzor Toll hồi tháng 4. Từng được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng hàng đầu sau Trung Quốc, Ấn Độ giờ trở thành cơn ác mộng với TikTok. Giới truyền thông nhận định mạng xã hội video này của Trung Quốc mất hàng trăm triệu người dùng và có thể tổn hại mất 6 tỷ đô la. Nhưng tai họa mới chỉ bắt đầu khi mà Úc cũng nói đang cân nhắc việc cấm TikTok sau khi đã cấm Huawei và ZTE, và Mỹ mới bắt đầu hành động. Sau vài ngày cân nhắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cho TikTok. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Santi Daniela, lãnh đạo của Microsoft, trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo TikTok có 45 ngày để đạt được thỏa thuận bán lại cổ phần cho một công ty Mỹ, nếu không sẽ bị ngừng hoạt động tại nước này. Ngày 3 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các phóng viên rằng tôi đã đặt thời gian vào ngày 15 tháng 9, thời điểm họ phải chấm dứt hoạt động ở Mỹ, trừ khi Microsoft hoặc công ty nào đó mua lại cổ phần và đạt được một thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump cũng nói thêm rằng một phần không nhỏ số tiền giao dịch sẽ được chuyển vào ngân khố Mỹ vì chúng tôi đã giúp thỏa thuận này trở thành hiện thực. Họ không có quyền gì trừ khi chúng tôi cấp quyền cho họ. Và trước những lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia mà nền tảng chia sẻ video TikTok đặt ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước đã đe dọa cấm ứng dụng này hoạt động tại Mỹ và bác bỏ khả năng để Microsoft mua lại. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng giám đốc của Microsoft Satya Nadella, Tổng thống Donald Trump được cho là đã thay đổi quyết định. Một lý do khác dẫn đến quyết định này của ông Trump được cho là xuất phát từ lo ngại Tổng thống Trump sẽ mất đi sự ủng hộ của những cử tri trẻ trong bầu thử Tổng thống Mỹ sắp tới nếu cấm đoán hoàn toàn TikTok. Và ý tưởng để các công ty Mỹ mua lại TikTok được nêu trên là sự trấn an cho giới chính trị gia đối với nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng. Theo đề xuất, Microsoft sẽ mua lại quyền quản lý hoạt động của TikTok tại Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, những nước nằm trong liên minh chia sẻ tình báo, ngũ nhãn cùng với Anh. Tuy nhiên, một vấn đề mấu chốt trong đàm phán được cho là làm thế nào tách biệt công nghệ của TikTok với cơ sở hạ tầng của ByteDance. Các nguồn tin cho rằng Microsoft và ByteDance sẽ được một thời gian gia hạn để phát triển công nghệ giải quyết vấn đề trên. Thỏa thuận được đàm phán trong bối cảnh giới chức Mỹ lo ngại nguy cơ thông tin dữ liệu người dùng Mỹ lọt vào tay chính quyền Bắc Kinh.
Đây là hình ảnh Kevin Mayer, cựu giám đốc Disney được bổ nhiệm làm CEO cho TikTok từ tháng 5 năm 2020. Hiện tại Mỹ, TikTok có đến 80 triệu người dùng hoạt động hàng tháng với số lượng thông tin người dùng khổng lồ và đang rất thịnh hành tại Mỹ với hàng trăm triệu lượt tải về. TikTok bị cho là mối đe dọa tiềm tàng. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói mới đây đã cho biết ứng dụng video nổi tiếng TikTok nằm trong số những dữ liệu cung cấp trực tuyến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Pompeo nói rằng có vô số các công ty kinh doanh tại Mỹ có thể đang chuyển thông tin cho chính phủ Trung Quốc. Dữ liệu bị chuyển có thể bao gồm các mẫu nhận dạng khuôn mặt, địa chỉ, số điện thoại và danh bạ. Trong khi đó, TikTok đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nó được kiểm soát hoặc bởi chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc. Công ty nói dữ liệu người dùng Mỹ được đặt ở Mỹ và server dự phòng đặt ở Singapore. CEO của TikTok Kevin Mayer đã nói như sau: chúng tôi không hề chính trị, không nhận quảng cáo chính trị, không có nghị trình che giấu. Trước đó vào cuối năm ngoái, TikTok là đối tượng của một vụ kiện tập thể ở Mỹ, cáo buộc app này đã chuyển số lượng lớn dữ liệu người dùng về Trung Quốc. Vụ kiện này được đệ trình đến tòa án California vào tháng 11 năm 2019, tuyên bố TikTok trắng trợn thu thập và chuyển đến các máy chủ ở Trung Quốc một lượng lớn dữ liệu người dùng và nhận dạng cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Những người đệ đơn cáo buộc cho rằng dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định, tạo lập hồ sơ và theo dõi người dùng ở Mỹ và cả trong hiện tại và tương lai. Nguyên đơn có tên là Mr. Hong, một sinh viên đại học ở California, nói rằng trong năm nay cô đã tải ứng dụng này xuống nhưng không tạo tài khoản. Vài tháng sau, cô cáo buộc TikTok đã tự tạo tài khoản cho cô và lén lút lấy các video dạng thô mà cô đã tạo ra nhưng chưa bao giờ có ý định đăng tải lên mạng. Các nguyên đơn cũng lập luận cho rằng TikTok đã kiếm lợi bất chính từ việc bí mật thu thập dữ liệu riêng tư bằng cách dùng dữ liệu đó để đạt mục tiêu kiếm doanh thu và lợi nhuận quảng cáo lớn hơn. Ngay trước đó, TikTok cũng đã bị chỉ trích nặng nề trong một vụ một cô gái người Mỹ đã bị chặn dịch vụ sau khi cô đăng một clip chỉ trích cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Công ty này sau đó đã phải bỏ chặn và xin lỗi. Vậy sau TikTok, những phần mềm hay các công ty khác đang có nguy cơ nhận sự trừng phạt? Câu hỏi cũng được đưa ra. Đây là hình ảnh chụp giới thiệu các tính năng khác nhau trên WeChat chứ không đơn thuần là một mạng xã hội. Mục tiêu hiển nhiên nhất là WeChat của Tencent là sản phẩm duy nhất bị ông Pompeo điểm danh bên cạnh TikTok. WeChat được miêu tả như một mạng xã hội, nhưng trong thực tế nó hoạt động mạnh hơn thế nhiều. Nó cho phép thực hiện các hoạt động trả tiền, chạy các chương trình mini bổ sung, hẹn hò và nhận tin tức bên cạnh dịch vụ nhắn tin và các hoạt động mạng xã hội khác. Có lẽ chính xác nhất là có thể coi nó là một dạng hệ điều hành thứ hai chạy trên nền iOS hoặc Android. Nó cũng được coi là một công cụ chủ chốt của hệ thống giám sát nội bộ tại Trung Quốc. Nó đòi người dùng nội địa nếu bị cáo buộc là đã lan truyền tin đồn độc hại thì phải đăng ký scan khuôn mặt và giọng nói. Thêm vào đó, người ta cho rằng nó được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng rộng rãi để tuyên truyền đến cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Một cuộc hội thảo được Viện Chính sách Chiến lược Úc thực hiện hồi đầu năm nay đã thảo luận về cách thức mà nhóm trong các ứng dụng này dùng. Đầu tiên, họ là gợi ý nơi đi nghỉ, nhà hàng tốt hay những nội dung tương tự mỗi ngày. Sau đó, nó chuyển sang gửi các tin nhắn tới nội dung phù hợp với đường lối của Bắc Kinh vào những thời điểm quan trọng. Ngoài WeChat, các phần mềm nhận diện khuôn mặt đang gây quan ngại với giới chức Mỹ và đã từng được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc tới. Đây là hình ảnh chụp màn hình ứng dụng YouCam Makeup nhận diện khuôn mặt trên Google Play. Tuy ông không nêu rõ bất kỳ là sản phẩm nào, nhưng tại Trung Quốc có rất nhiều công ty sản xuất ứng dụng kiểu này. Mạng xã hội Kuwait, ứng dụng hướng dẫn làm đẹp YouCam Makeup đều dùng thuật toán nhận diện khuôn mặt và đều nằm trong số các ứng dụng bị cấm tại Ấn Độ. Xôm là một cái tên nữa đang được nhiều người dùng nhưng nguy cơ bị trừng phạt. Dịch vụ chuyện trò qua video này do doanh nhân Eric Wen, người gốc Trung Quốc, tung ra. Nó đã bị chỉ trích về việc từng chuyển hướng nhầm một số cuộc gọi về các máy chủ đặt tại Trung Quốc, cũng như việc đóng các tài khoản từng tổ chức sự kiện chỉ trích Bắc Kinh mà người tổ chức nằm ở ngoài Trung Quốc. Công ty này vừa tuyên bố họ sẽ ngừng các dịch vụ trực tiếp cho người dùng ở Trung Quốc và thay vào đó sẽ cung cấp dịch vụ thông qua các đối tác địa phương. Khách hàng được thông báo rằng việc này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8. Thời điểm trên có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, tuy nhiên việc này cho thấy các công ty công nghệ đang rất thận trọng, không muốn Hoa Kỳ có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ mình. Tuy nhiên, nếu tham khảo danh sách của Ấn Độ, thì nhiều ứng dụng
cũng có nguy cơ bị cấm tại Mỹ. Đây là hình ảnh chụp màn hình ứng dụng Baidu Translate, dịch vụ dịch thuật trực tuyến cung cấp tin tức thời sự dạng song ngữ. Ngoài TikTok và WeChat, Ấn Độ còn cấm các tên tuổi lớn như Baidu Map, Baidu Translate là các đối thủ cạnh tranh với sản phẩm của Google do nhà cung cấp dịch vụ và tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc tung ra. Weibo là dịch vụ tiểu blog tương tự như Tweet, Quimay là dịch vụ thư điện tử và gửi file, và rất nhiều ứng dụng game hoặc là scan tài liệu khác. Theo các tường thuật của địa phương, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc cấm thêm 275 ứng dụng nữa, trong đó có một số khá quen thuộc với thị trường Mỹ như AliExpress, tức là ứng dụng mua sắm của hãng bán lẻ trực tuyến khổng lồ Trung Quốc Alibaba, video game của hãng NetEase là hãng tung ra một số thương hiệu siêu nhân Marvel, các game của Tencent trong đó có PlayerUnknown, một số ứng dụng mang nhãn hiệu Mi của nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi. Báo chí Ấn Độ cho rằng những hãng Supercree của Phần Lan, nhà phát triển video game Flash, cũng có thể bị cấm tại Ấn Độ với lý do Tencent đã nắm phần lớn cổ phần trong công ty này. Cho dù Hoa Kỳ có đi theo hướng tương tự hay không, thì Riot Games, hãng phát hành trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại, và Elite Games, hãng phát triển trò chơi điện tử Fortnite, cũng sẽ có lý do để lo lắng. Và những thông tin xấu như vậy đối với các hãng công nghệ Trung Quốc ngày càng nhiều. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020, với bản tin Tổng thống Donald Trump quyết liệt quét sạch ứng dụng Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de